toàn tính kinh hoàng của Mỹ, 200 tên lửa khai hỏa thẳng Moscow châm ngòi thế chiến thứ ba. Iran nhận 2 thêm kích số 35 từ Nga, tăng cường sức mạnh phòng không. Israel chặn máy bay của Iran, nghi chở vũ khí cho Hezbollah trên không phận Syria. Hầu thì phóng tên lửa vào thủ đô Israel, tuyên bố không quan tâm lệnh ngừng bắn, Hậu thi điều động UAV tấn công tàu chiến Mỹ, cảnh báo gia tăng chiến dịch. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Bravada vừa qua đưa tin, một tài liệu mật của Lầu Năm Góc về những kế hoạch được giải mật cho các cuộc tấn công của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân toàn cầu đã lộ diện. Cụ thể, 200 đầu đạn cho Moscow và St. Petersburg, 20 đầu đạn cho mỗi thành phố lớn của Liên bang Nga, trong đó có hai đầu đạn cho các thành phố ở và vùng Kaliningrad là động thái từ Washington trong trường hợp xấu nhất. Song song với đó, dữ liệu giải mật được công bố bởi dự án công cộng TNV, thường nghiên cứu các tài liệu được giải mật của Lầu Năm Góc cho biết. Đáp lại, Nga sẽ bắn 10 đầu đạn tới các thành phố chính của Mỹ, 20 đầu đạn tới Washington và New York, cũng như 3 đến 10 đầu đạn tới 14 thành phố ở châu Âu và các căn cứ quân sự của NATO. Trước đây, các tạp chí Newsweek và Science Times cũng đã mô phỏng các cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật bằng cách sử dụng tên lửa phổ biến nhất của Mỹ nhằm vào Moscow và Bắc Kinh. Theo kịch bản của Newsweek phỏng đoán, một cuộc tấn công vào Moscow sẽ cướp đi sinh mạng của 1,4 triệu người và làm bị thương 3,7 triệu người khác. Trong trường hợp Bắc Kinh bị tấn công, theo tính toán của tạp chí, 1,5 triệu người sẽ thiệt mạng và 3,3 triệu người bị thương trong khi đó theo Tham, bom B-83 và tên lửa Trident II có thể khiến 2,7 triệu người nga thiệt mạng chỉ trong một đòn tấn công dự án cho biết tên lửa của Mỹ cũng có thể cướp đi mạng sống hơn 1,5 triệu người ở Bắc Kinh và một tên lửa DF-5C của Trung Quốc có thể tấn công Washington và khiến khoảng 1,3 triệu người Mỹ thiệt mạng đoạn video khoa học của tham cũng cho thấy hậu quả của việc sử dụng tên lửa Satan R-36 và Samart RS-28 ở San Francisco và New York các loại tên lửa này có thể khiến 8 triệu người thiệt mạng. Giữa bối cảnh căng thẳng, Nga Mỹ đang ngày càng phức tạp. Giáo sư Richard Wolf, chuyên gia kinh tế Mỹ trong chương trình trên kênh YouTube Dialogue Work vừa qua đã cho rằng phương Tây đang choáng váng vì Nga phóng tên lửa mới Oresnik, so sánh ý nghĩa của bước đi này với sự kiện phóng vệ tinh đầu tiên của Liên Xô lên quỹ đạo. Theo đó, ông Wolf nhận định, hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra. Chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của một công nghệ tiên tiến, một loại tên lửa hoàn toàn mới của Nga. Phương Tây ngạc nhiên đến choáng váng, nhưng tại sao? Nguyên nhân ở đâu? Các quan sát viên phương Tây đã so sánh với năm 1957, khi Nga là nước đầu tiên phóng vệ tinh vào quỹ đạo và ở phương Tây tất cả đều kinh ngạc. Theo quan điểm của ông, người Mỹ tin chắc rằng sau sự tan rã của đế chế Anh và sau những cuộc thế chiến thứ nhất và thứ hai, Mỹ sẽ vĩnh viễn là trung tâm của vũ trụ. Thế nhưng màn phô trương khả năng của Oresnik đã khiến họ bất ngờ, lo lắng và sợ hãi, bởi như vậy có nghĩa là niềm tin vào công nghệ quân sự Mỹ như là lựa chọn tối thượng cũng bị lung lay. Từ đó, giáo sư Gop kết luận Chính vì thế họ tiếp tục đẩy tình hình ở Ukraine vào thế phức tạp hơn. Trang Avia của Nga cho biết, hai chiếc chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên đã được Moscow bàn giao cho không quân Iran như một phần của hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu quy mô lớn. Việc chuyển giao diễn ra vào ngày 18 tháng 11 tại nhà máy máy bay ở Komsomol on Amu. Những chiếc máy bay đã được tháo rời, được chuyển đến căn cứ không quân ở Hamadan, để lên kế hoạch lắp ráp cuối cùng và chuẩn bị cho hoạt động. Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư hiện đại với thiết bị điện tử được cải tiến, khả năng cơ động cao và khả năng chiến đấu được mở rộng. Loại máy bay này tăng cường đáng kể tiềm năng của lực lượng Không quân Iran, cung cấp khả năng bảo vệ không phận và khả năng tiến hành các hoạt động tấn công. Về vũ khí, Su-35 có thể mang tới 8 tấn vũ khí trên 12 giá treo, bao gồm tên lửa không đối không như R-77 và R-73, vũ khí không đối đất như KH-29 và KH-31 và bom dẫn đường chính xác. Máy bay cũng được trang bị hệ thống đối phó điện tử Khibini giúp tăng khả năng sống sót bằng cách gây nhiễu radar và tên lửa của đối phương. Được biết, theo các điều khoản của hợp đồng, Iran sẽ nhận được 50 chiếc máy bay Su-35 thay vì 25 chiếc như đã thảo luận ban đầu. Đây là thỏa thuận lớn nhất trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Iran, nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược của hai nước. Tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý rằng sự xuất hiện của Su-35 trong không quân Iran có thể làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực trong khu vực khi chiếc tiêm kích này có khả năng chống lại các mối đe dọa hiện đại một cách hiệu quả, bao gồm máy bay không người lái công nghệ cao và tên lửa hành trình. Việc chuyển giao Su-35 cũng báo hiệu bước phát triển trong hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và các nước Trung Đông. Trong bối cảnh hứng chịu áp lực trừng phạt và chế xuất khẩu vũ khí công nghệ cao từ các nước phương Tây, Moscow vẫn tiếp tục củng cố vị thế của mình trên thị trường vũ khí quốc tế. Tờ Times of Israel mới đây cho biết, không quân Israel ít ngày trước đã điều động máy bay chiến đấu tới bầu trời Syria để ngăn chặn một vận tải cơ của Iran mà Israel cho là đang trên đường vận chuyển vũ khí cho lực lượng Hezbollah ở Liban. Nguồn tin của Times of Israel tiết lộ, phi công tiêm kích Israel đã thúc giục phi công máy bay Iran quay đầu và chiếc vận tải cơ sau đó đã thực hiện theo yêu cầu. Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực. Quân đội Israel tuyên bố rằng trong thời gian ngừng bắn, họ sẽ tiếp tục hành động để ngăn chặn mọi vụ chuyển vũ khí cho Hezbollah gồm cả việc tấn công các lô hàng ở bất kỳ nơi nào tại Liban hoặc Syria. Trong những tháng gần đây, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã buộc một số chuyến bay của Iran phải quay đầu trên không phận Syria hoặc Iraq do nghi ngờ chở vũ khí cho Hezbollah. Tuần trước, một quan chức quân sự cấp cao của Israel cho hay, IDF không chỉ tấn công các chuyến hàng vũ khí mà còn khiến chính quyền của tổng thống Syria Bashar al-Assad phải trả giá vì hỗ trợ Hezbollah. Vừa qua, vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn Israel và Hezbollah diễn ra, IDF đã mở nhiều cuộc không kích vào các tuyến đường buôn lậu của Hezbollah. Ba cửa khẩu biên giới giữa miền Bắc Liban và Syria, nơi quân đội Israel cho là Hezbollah dùng nó để buôn lậu vũ khí, đã bị phá hủy. Theo IDF, trong những năm gần đây, hàng nghìn xe tải và hàng trăm máy bay chở tên lửa và các thiết bị khác cho Hezbollah đã đi từ Iran đến Syria và sau đó là đến Liban. Như báo cáo cho biết, Israel bắt đầu không kích các chuyến hàng vũ khí của Hezbollah từ đầu năm 2013, song giữ im lặng để tránh sự phản đối từ Syria và các đồng minh của nước này. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, thông tin về các cuộc không kích như vậy ngày càng được công khai nhằm ngăn chặn Iran giành được chỗ đứng gần biên giới Syria với Israel. Được biết, Israel và Hezbollah giao tranh xuyên biên giới bằng pháo, rocket và máy bay không người lái từ tháng 10 năm 2023. Theo Aviv, tăng cường ném bom Liban từ giữa tháng 9 năm 2024 và đầu tháng 10 năm 2024 mở chiến dịch trên bộ nhắm mục tiêu vào các vị trí Hezbollah ở miền nam Liban. Vừa qua, người phát ngôn quân sự của phong trào Houthi ở Yemen, Yahya Sera, thông báo lực lượng của họ đã thực hiện một cuộc tấn công vào thành phố Tel Aviv của Israel bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh. Trong phát biểu trên kênh truyền hình Al-Mashira, ông Sera khẳng định lực lượng tên lửa đã tiến hành một hoạt động quân sự và tấn công một mục tiêu chính ở khu phố Jaffa Tel Aviv bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh Palestine 2. Theo người phát ngôn, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu, đồng thời khẳng định Houthi sẽ tăng cường các cuộc tấn công vũ trang bằng tên lửa và phương tiện bay không người lái, trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự tại giải Gaza. Sáng cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo, còi báo động đã vang lên ở một số khu vực miền trung Israel sau khi tên lửa được phóng từ Yemen IDF cũng cho biết họ đã chặn được một tên lửa trước khi nó xâm nhập vào không phận Israel. Các mảnh vỡ từ tên lửa hoặc tên lửa đánh chặn đã rơi xuống sân chơi của một trường mẫu giáo ở Tru Hadastah gần Jerusalem, gây một số thiệt hại. Các mảnh vỡ cũng rơi xuống Hahun gần thành phố Hebron ở khu bờ Tây bị chiếm đóng. Không có thương vong nào được báo cáo sau vụ tấn công. Trên mạng xã hội, người dân ở gần thành phố cảng Hodeida của Yemen cũng khẳng định đã nhìn thấy một tên lửa lớn lao về phía Bắc vào sáng sớm cùng ngày. Cách đây ít lâu, lãnh đạo Houthi là ông Abdul Malik Al-Houthi tuyên bố rằng lực lượng này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công bất kể lệnh ngừng bắn 60 ngày đã chấm dứt cuộc xung đột giữa phong trào Hezbollah ở Liban và Israel. Cụ thể, ông Al-Houthi nói trên kênh truyền hình Al-Mashira, các hoạt động bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái hướng từ mặt trận Yemen về Israel vẫn đang tiếp diễn nhằm hỗ trợ người dân Palestine. Được biết, Houthi đã phóng hơn 220 tên lửa đạn đạo tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái vào Israel kể từ khi xung đột ở Gaza bùng nổ. Trong khi đó, Israel đã hai lần ném bom vào các mục tiêu Houthi để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái. Houthi cũng đã tiến hành chiến dịch quấy rối các tàu thương mại tại Biển Đỏ và Vịnh Aden trong thời gian xung đột tại Gaza, gây gián đoạn nghiêm trọng tuyến đường thương mại quan trọng này. Vừa qua, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố rằng lực lượng này đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một tàu khu trục Mỹ và ba tàu tiếp tế quân sự. Cụ thể, theo kênh truyền hình Al Jazeera do lực lượng Houthi điều hành, người phát ngôn của lực lượng Houthi, ông Zahia Saria nêu rõ, chúng tôi đã thực hiện một chiến dịch nhằm vào một tàu khu trục và ba tàu tiếp tế của quân đội Mỹ. Theo ông Zahia Saria, ba tàu tiếp tế của quân đội Mỹ gồm Stena Imbecable, Ma'er Saratoga, Liberty Cruise, nhưng người phát ngôn của Houthi không tiết lộ tên của tàu khu trục Houthi thực hiện chiến dịch tấn công tàu chiến Mỹ ở biển Ả Rập và vịnh Aden với việc sử dụng tới 16 tên lửa đạn đạo và tên lửa có cánh cũng như một máy bay không người lái. Ông Zahia Saria mô tả cuộc tấn công trên là chính xác và trực tiếp. Ngoài ra, người phát nguồn của Houthi cảnh báo rằng lực lượng này sẽ tăng cường hoạt động tại các vùng biển trong khu vực, bao gồm biển đỏ và biển Ả Rập, cho đến khi Israel dừng các hành động ở Gaza. Hồi giữa tháng 11, theo tuyên bố của Houthi trên X, lực lượng này đã tiến hành thành công một cuộc tấn công tên lửa vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở biển Ả Rập vào hôm 12 tháng 11. Cuộc tấn công thứ hai nhắm vào hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ ở Biển Đỏ. Người phản ngôn của Houthi Zahia Sare cho hay, các cuộc tấn công này có sự tham gia của một số tên lửa hành trình, máy bay không người lái và được tiến hành khi quân đội Mỹ chuẩn bị thực hiện các hoạt động thù địch nhắm vào Yemen. Theo ông Sare, hai đợt tấn công kéo dài 8 giờ đồng hồ và Houthi đã đạt được mục tiêu ngăn chặn kế hoạch không kích của Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết, lực lượng Houthi đã phóng ít nhất 8 hệ thống máy bay không người lái cảm tử, 5 tên lửa đạn đạo chống hạm và 3 tên lửa hành trình chống hạm vào tàu khu trục USS Esperuan DDG-111 và USS Stockton DDG-106. Không có thương tích hay thiệt hại nào đối với hai tàu khu trục. Đây là lần thứ hai các tàu này phải hứng chịu hỏa lực của Houthi. Trước đó, hai tàu khu trục này hoạt động độc lập ở Biển Đỏ và mới chỉ nhập vào biên đội tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Hamas vừa công bố video cho thấy con tin người Mỹ gốc Israel cầu xin Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump can thiệp để giải thoát khỏi tình trạng bị giam cầm tại giải Gaza. Trong video được Hamas phát đi, người ta thấy con tin Edan Alexander người bị bắt cóc trong vụ Hamas tấn công miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt, ngồi dựa vào tường trong một không gian tối tăm, tự giới thiệu bản thân rồi nói với gia đình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Con tin Alexander, 20 tuổi, cho biết mình là người Mỹ gốc Israel, đã trở thành tù nhân của nhóm vũ trang Hamas ở Palestine được 420 ngày, bày tỏ sự tin tưởng vào sức mạnh của Mỹ. Trong thông điệp gửi Tổng thống đắc cử Mỹ, con tin Alexander kêu gọi ông Trump sử dụng tầm ảnh hưởng và toàn bộ sức mạnh của Mỹ để đàm phán mang lại sự tự do cho các con tin. Con tin Alexander nhấn mạnh, mỗi ngày ở đây nơi Hamas giam giữ như nghìn thu và nỗi đau bên trong ngày càng lớn. Trong phần nhắn gửi tới gia đình, con tin Alexander nói, Cha, Mika, Roy, ông, bà, mỗi ngày trôi qua nỗi đau trong lòng lại lớn hơn. Con nhớ mọi người rất nhiều. Hàng ngày, ngày nào con cũng cầu nguyện sẽ sớm được gặp lại mọi người. Xin hãy mạnh mẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cơn ác mộng này kết thúc. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng video này là một hình thức chiến tranh tâm lý tàn nhẫn và ông đã nói với gia đình của Alexander trong một cuộc điện thoại rằng Israel đang nỗ lực không ngừng để đưa các con tin trở về. Trước đó, ông Netanyahu cho biết các điều kiện đảm bảo cho thỏa thuận tiềm năng trao trả con tin tại Gaza đã được cải thiện đáng kể. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Channel 14, Thủ tướng Israel cho biết Tôi nghĩ các điều kiện đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel không nêu thông tin cụ thể. Hiện nay, khoảng một nửa trong số 101 con tin người nước ngoài và người Israel vẫn bị giam giữ tại giải Gaza, được cho là còn sống. Trong một diễn biến liên quan, Israel khẳng định không ngăn hàng viện trợ vào Gaza. Quân đội Israel đã cho giới truyền thông thấy hoạt động viện trợ đến vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine thông qua cửa khẩu Kerem Salem. Đại tá Abdullah Halabi, người đứng đầu cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel phụ trách các vấn đề dân sự tại các vùng lãnh thổ của Palestine, thông báo trong ngày 28 tháng 11, hơn 800 xe tải đang chờ cộng đồng quốc tế tiếp nhận và chuyển đến người dân ở Gaza. Hàng hóa thường phải chờ ở Kerem Shalom, phía Gaza, cửa khẩu tại cực nam của Israel trong nhiều tháng. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Avichai Adray thông tin máy bay chiến đấu thuộc lực lượng không quân Israel tấn công cơ sở hạ tầng quân sự gần cửa khẩu biên giới giữa Syria và Liban, nơi Hezbollah tích cực sử dụng để tuôn vũ khí từ Syria sang Liban. Ông Avijay Andre cho hay, cuộc đột kích diễn ra sau khi chúng tôi theo dõi việc chuyển giao thiết bị chiến đấu của Hezbollah từ Syria sang Liban, ngay cả khi thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực. Hành động này gây ra mối đe dọa đối với Israel và vi phạm nội dung thỏa thuận ngừng bắn. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11 một số lực lượng Israel vẫn ở lại miền nam Liban sau khi chiến dịch trên bộ được triển khai vào tháng 10 và theo điều khoản của lệnh ngừng bắn, họ dự kiến rút lui trong vòng 60 ngày tới. Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah dường như vẫn còn hoạt động ở Liban. Ông Adri thông tin một số tay súng được phát hiện đến khu vực phía nam Liban, nơi có chiếc xe chứa RPG, hộp đạn và thiết bị quân sự. Một lúc sau, máy bay của không quân Israel tấn công chiếc xe đó. Ông Adri nói, trong vụ việc khác, máy bay của Israel tấn công xe quân sự đang hoạt động bên trong cơ sở hạ tầng sản xuất tên lửa của Hezbollah sâu bên trong Liban. Hôm 30 tháng 11, quân đội Israel cũng phát hiện thiết bị chiến đấu bên trong nhà thờ Hồi giáo được thành viên Hezbollah sử dụng. Trước đó, Hezbollah và phía Liban cũng cáo buộc Israel nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi Israel cho biết họ xác định một số hoạt động đáng ngờ gây ra mối đe dọa. Truyền thông nhà nước và nguồn tin an ninh Liban cho biết, Xe tăng Israel bắn trúng 5 thị trấn và một số cánh đồng nông nghiệp ở miền nam Liban khiến hai người bị thương. Nhà lập pháp Hezbollah tại Quốc hội Liban, ông Hassan Falala cáo buộc Israel tấn công những người trở về làng biên giới. Tất cả khu vực đều nằm trong phạm vi 2 km tính từ đường ranh giới xanh phân định biên giới giữa Liban và Israel trong khu vực mà quân đội Israel tuyên bố là vùng cấm dọc biên giới. Thưa quý vị, xung đột Nga và Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đã ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Mới đây, cựu chuyên gia phân tích thông tin của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA là ông Ray McGovern nhận định để giải quyết được xung đột Nga-Ukraine như đã hứa, chính quyền mới của Mỹ do ông Donald Trump đứng đầu sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ Ukraine cho Liên bang Nga. Ông Mark Gowen khẳng định, Mỹ sẽ phải trao cho Nga bốn vùng lãnh thổ của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye. Theo ông, sẽ không khó để đội ngũ của Trump ép buộc chính quyền của ông Zelensky phải nhượng bộ, bởi chính những vấn đề này đã được các đại diện Ukraine đồng ý vào tháng 4 năm 2022 và chính quyền Kiev chỉ thay đổi vào phút chót khi Mỹ và Anh không đồng ý để họ làm điều đó. Bình luận về tuyên bố của các chính trị gia phương Tây về việc Nga có kế hoạch kiểm soát toàn bộ Ukraine và sau đó kiểm soát lãnh thổ các nước NATO, ông cho rằng đây là thông tin tuyên truyền đánh lạc hướng dư luận phương Tây, bởi nếu thực sự muốn điều này thì Moscow đã không bắt đầu đàm phán với Kiev vào mùa xuân năm 2022 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Ray McGovern cũng nhắc lại rằng chính sự can thiệp của Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đã phá vỡ các thỏa thuận đã đạt được ở Belarus và Istanbul. Một khi phương Tây còn nỗ lực hậu thuẫn Kiev, thì cuộc xung đột ở Ukraine vẫn còn diễn ra. Khi họ ngừng làm điều đó, xung đột sẽ lập tức chấm dứt. Vì vậy, khi Mỹ từ bỏ nỗ lực đánh bại Nga một cách chiến lược bằng cách sử dụng người Ukraine, cho đến khi tân Tổng thống Mỹ nói rằng điều đó sẽ không hiệu quả, người Nga sẽ là bên chiếm được ưu thế trên bàn đàm phán. Ông Mark Govern nói thêm rằng, việc chính quyền Joe Biden dựa vào các biện pháp trừng phạt chống Nga đã hoàn toàn thất bại. Các biện pháp hạn chế đó không chỉ vô dụng, mà hơn nữa chỉ làm cho Liên bang Nga mạnh hơn, bất kể việc Moscow nhất quyết yêu cầu bãi bỏ các biện pháp này. Cựu chuyên gia phân tích của CIA nhấn mạnh sẽ không có sĩ quan Ukraine nào chính thức hiện diện trong NATO, không có binh sĩ Ukraine nào xuất hiện ở bốn khu vực mà người Nga đã coi là của họ. Đồng thời, Moscow còn có thể giành thêm được một số thỏa thuận về nới lỏng trừng phạt. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn ABC News, theo tôi, điều quan trọng là Ukraine tự quyết định vận mệnh của mình, chứ không bị áp đặt bởi các cường quốc bên ngoài, kể cả Mỹ. Ông nói thêm, về lãnh thổ, an ninh hay các yếu tố khác, tôi sẽ không bàn công khai về vấn đề đó. Tôi nghĩ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên là người nói về điều đó, bởi vì cuối cùng chúng ta đang đề cập đến đất nước của ông ấy. Theo ông Sullivan, Kiev hiểu rằng cuộc xung đột cuối cùng sẽ được giải quyết thông qua đàm phán. Ông cho hay, trong suốt năm 2024, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Zelensky và đội ngũ của ông ấy về hình thức của các cuộc đàm phán như vậy. Điều quan trọng trong năm nay là chúng tôi cố gắng cung cấp cho Ukraine càng nhiều công cụ càng tốt để họ có thể tham gia đàm phán và cảm thấy có thể đạt được kết quả mà họ mong muốn. Ông Sullivan cũng bác khả năng Mỹ gửi vũ khí hạt nhân chiến thuật sang Ukraine chúng ta tăng cường các năng lực quân sự thông thường để Ukraine tự vệ và chiến đấu với Nga, chứ không phải năng lực hạt nhân chiến thuật. Tuyên bố của ông Sullivan được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Zelensky tuyên bố Kyiv có thể ký thỏa thuận ngừng bắn với Nga nếu NATO đồng ý bảo trợ các vùng lãnh thổ còn lại của Ukraine mà quân đội Ukraine đang quản lý. Theo truyền thông quốc tế, đây là lần đầu tiên ông Zelensky đề cập đến kịch bản ngừng bắn mà cho phép Nga kiểm soát các vùng lãnh thổ mà họ giành được. Từ đầu xung đột, ông Zelensky luôn khẳng định. Kyiv sẽ không nhượng bộ vấn đề lãnh thổ trong bất cứ trường hợp nào. Ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antony Costa và quan chức đối ngoại Liên minh châu Âu EU Kalas đã đến Kyiv để gửi thông điệp ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Chuyến thăm của các quan chức châu Âu diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang phải vật lộn để đối phó với các cuộc tấn công dữ dội của Nga và phải đối mặt với sự bất ổn trong chính sách của Mỹ khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng tới. Ông Costa cho biết trên X đang kèm hình ảnh các quan chức châu Âu đến Kiev bằng tàu hỏa rằng ngay từ ngày đầu tiên của cuộc xung đột, EU đã sát cánh cùng Ukraine. Ngay từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, chúng tôi đã tái khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển của mình đối với người dân Ukraine. Ông Costa, cựu thủ tướng Bồ Đào Nha, có nhiệm vụ điều phối công việc của lãnh đạo các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và chủ trì các hội nghị thượng đỉnh của họ với tư cách chủ tịch Hội đồng châu Âu. Với tư cách là thủ tướng Estonia, quốc gia giáp biên giới với Nga, bà Kalas nổi lên như một trong những nhà phê bình Nga gay gắt nhất. Bà Kalas viết trên X rằng: "Trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi nhậm chức, thông điệp của tôi rất rõ ràng." Liên minh châu Âu muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột này. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được điều đó. Trước đó, bà Kalas tuyên bố sẽ cố gắng thuyết phục ông Trump rằng việc ủng hộ Kiev là vì lợi ích của Washington. Bà nhấn mạnh EU sẽ tiếp tục tìm cách đưa Ukraine vào vị thế mạnh nhất khi Ukraine quyết định đã đến lúc đàm phán với Nga, song thừa nhận khối này đang ngày càng khó khăn trong việc thống nhất các cách thức mới để tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Cả bà Kalas và ông Costa đều là những người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, không ai có thể đưa ra những cam kết cụ thể về tăng cường viện trợ. EU cho biết các tổ chức và quốc gia thành viên của khối đã cung cấp khoảng 133 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát. Nhưng sự hỗ trợ trong tương lai vẫn chưa chắc chắn, đặc biệt là nếu ông Trump cắt giảm sự hỗ trợ của Mỹ. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hoài nghi về khoản viện trợ khổng lồ của Mỹ dành cho Ukraine hiện nay và kêu gọi các nước EU làm nhiều hơn nữa. Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo mới của EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Vừa qua, Tổng thống Putin ca ngợi tên lửa Oresnik là loại vũ khí siêu thanh mới. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng công nghệ này không mới. Sáu chuyên gia được Reuters phỏng vấn khẳng định rằng nó dựa trên công nghệ đã được sử dụng trong tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM từ nhiều năm trước. Hai chuyên gia trong nhóm đã kiểm tra các mảnh vỡ từ tên lửa Oresnik, xác nhận nó có đặc điểm thả nhiều đầu đạn, một đặc điểm vốn có của ICBM. Ông Jeffrey Lewis, Giám đốc chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân Đông Á tại trung tâm James Martin, Mỹ, nhận định rằng tất cả tên lửa đạn đạo với tầm bắn tương tự đều đạt tốc độ siêu thanh. Ông Lewis giải thích rằng các động cơ đầy nhỏ trên hệ thống MiRV cho phép nó di chuyển chính xác trong khí quyển để nhắm trúng mục tiêu. Phần mảnh vỡ hình con nhện trong ảnh dường như là hệ thống MiRV. Phần lớn các mảnh vỡ còn lại bao gồm hệ thống dẫn đường, bình nhiên liệu và các thiết bị điện tử khác. Hệ thống MiRV này được thiết kế để mang các đầu đạn trong đó mỗi đầu đạn đều có thể tấn công một mục tiêu riêng lẻ. Ông Lewis nhấn mạnh rằng công nghệ được sử dụng trong tên lửa Oresnik không phải là điều mới mẻ, nhưng việc phân tích kỹ lưỡng các mảnh vỡ đã cung cấp cái nhìn thú vị về cách Nga thiết kế các loại tên lửa mới nhất. Ông Lewis nhận định, đây là một khả năng mới nhưng không đại diện cho sự thay đổi đáng kể trong phát triển vũ khí, đó chỉ là sự kết hợp các công nghệ cũ theo một cách thức mới. Ông Lewis cũng chỉ ra rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa như Arrow 3 của Israel và SM-3 Block 2A của Mỹ được thiết kế để tiêu diệt các loại tên lửa này. Arrow 3 là hệ thống phòng thủ tên lửa do Israel và Mỹ hợp tác phát triển sản xuất vào năm 2008, năm 2017, hệ thống được đưa vào biên chế trong quân đội. Hệ thống được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công cũng như đánh chặn tên lửa đạn đạo, bảo vệ toàn diện các căn cứ chiến lược là phiên bản mới nhất trong dòng hệ thống phòng thủ Arrow. Arrow 3 có tính năng phát hiện và đánh chặn radar tiên tiến, cho phép nó nhắm mục tiêu và vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm ẩn với độ chính xác cũng như hiệu quả chưa từng có. Một khẩu đội tên lửa chống đạn đạo tầm xa Arrow 3 bao gồm radar cảnh báo và điều khiển hỏa lực LM-2084 Super Green Pie được phát triển bởi ETA System của EIE, hệ thống quản lý chiến đấu tri Seaton, bệ phóng và trung tâm điều khiển Brown Hazelnut do Airbus System phát triển. Tên lửa có thể được đặt trong ống thẳng đứng 21 inch, bệ phóng cung cấp thời gian phản ứng nhanh để đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo. Được biết, một khẩu đội Aroba dự kiến có thể đánh chặn hơn 5 tên lửa đạn đạo trong vòng 30 giây. Aroba có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo, đặc biệt là những tên lửa mang vũ khí hủy diệt hàng loạt, ở độ cao hơn 100 km và có tầm bắn lên tới 2.400 km. Còn SM3 Block 2A được phát triển với sự hợp tác của ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản và cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ, một bước tiến lớn trong công nghệ phòng thủ tên lửa. Tên lửa này có động cơ lớn và đầu đạn động học được cải tiến, tăng cường khả năng vô hiệu hóa các mối đe dọa tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trên các khu vực rộng lớn. Tên lửa là bản nâng cấp đáng kể trong dòng tên lửa Standard Missile 3, SM3. Tên lửa này được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung, so với phiên bản tiền nhiệm Block 2A có động cơ tên lửa lớn hơn, đầu đạn độc học của tên lửa đánh chặn đã được tăng cường, cải thiện các chức năng tìm kiếm, phân biệt, thu thập và theo dõi cũng như giải quyết các mối đe dọa. Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga rất tự tin về việc đã làm chủ công nghệ robot chiến trường. Tập đoàn Rostec đã báo cáo về những phát triển mới của tổ hợp có độ chính xác cao HPC trong lĩnh vực công nghệ không người lái. Những kinh nghiệm được phát triển trên chiến trường giúp có thể nâng cấp bất kỳ loại xe bọc thép nào thành robot chiến đấu. Giám đốc công nghiệp cụm vũ khí đạn dược và hóa chất đặc biệt tại Rostec, ông Bekhan Odoev cho biết, các doanh nghiệp của tập đoàn nhà nước đang tích cực sử dụng kinh nghiệm từ hoạt động tác chiến và đưa công nghệ không người lái vào nhiều loại thiết bị quân sự. Ông Odoev phát biểu trên kênh Telegram của Rostec, Chúng tôi có năng lực nghiêm túc để phát triển hệ thống phần mềm và phần cứng cho phép biến bất kỳ xe tăng, xe chiến đấu bộ binh hoặc xe bọc thép chở quân nào thành phương tiện robot điều khiển từ xa. Ví dụ, tổ hợp phần cứng và phần mềm Prometheus từ công ty mẹ HPC, nếu bạn kết hợp nó với hệ thống điều khiển hỏa lực đầy hứa hẹn, nó sẽ được một robot chiến đấu theo đúng nghĩa của từ này. Năm ngoái, các nhà khoa học tại tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Nga Rostec đã và đang phát triển một hệ thống tinh vi có khả năng robot hóa cả xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Hệ thống này bao gồm cả phần cứng và phần mềm mang tên Prometheus. Hệ thống cải tiến này có thể biến đổi nhiều loại phương tiện quân sự khác nhau, bao gồm xe chiến đấu bộ binh IFV, xe bọc thép chở quân APC và xe tăng thành các phương tiện robot được điều khiển từ xa. Trả lời TASS, ông Bekhan Odoev khi ấy đã tiết lộ về tính năng của Prometheus, theo ông, các xe tăng và thiết giáp sẽ chỉ cần thay đổi nhỏ để tích hợp với tổ hợp Prometheus. Ngoài ra, dự án đang phát triển theo hướng ưu tiên tính năng tự động. Trong tương lai, phương tiện chiến đấu tích hợp Prometheus có thể di chuyển dọc theo các tọa độ được xác định trước mà không cần người điều khiển từ xa. Xe tăng và thiết giáp có thể tiếp cận các vị trí được chỉ định một cách độc lập. Hơn nữa, thiết bị được trang bị tổ hợp Prometheus có thể tự động phân biệt lộ trình phù hợp nhất, tránh chướng ngại vật và xử lý thông tin nhanh chóng bằng thiết bị quan sát kỹ thuật tiên tiến. Theo quan chức Rostec, việc tích hợp Prometheus với các hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến sẽ giúp Nga sở hữu vũ khí đáng gờm đến mức có thể được mệnh danh là kẻ hủy diệt trên chiến trường. Mới đây, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK tại Mỹ, Quân đội Nga đang có những đà tiến mạnh mẽ trên chiến trường nhằm đạt được những mục tiêu mang tính dài hạn là giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk, phía đông Ukraine. Các nhà phân tích thuộc ISV cho biết, động thái này đánh dấu sự thay đổi so với tình trạng bế tắc thường thấy trong nhiều cuộc giao tranh trong suốt năm qua. Theo báo cáo của ISV chỉ ra rằng, những chiến thắng gần đây của lực lượng Nga trên chiến trường gần Vuleda và Velika Novoskia chứng tỏ rằng cuộc chiến ở Ukraine không hề bị bế tắc đối với quân đội nước này. Tiền tuyến của lực lượng Ukraine ở tỉnh Donetsk đang ngày càng trở nên bất ổn sau khi lực lượng Nga gần đây đã tiến quân với tốc độ nhanh hơn đáng kể so với toàn bộ năm 2023. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong tổng số các cuộc giao tranh diễn ra trên tiền tuyến, có hơn một nửa số cuộc tấn công xảy ra ở các thành phố Kurakov, Veremivka và Poprov, tỉnh Donetsk. Mới đây nhất, kênh Riba cho biết. Theo hướng Murray Mitka, lực lượng Moscow đang tuyến qua các tuyến phòng thủ của đối phương ở cả khu vực Radone và dọc theo tuyến Novodarika, Ropnopil. Song song với đó, trong công tác chuẩn bị đang được tiến hành từ bắt đầu cuộc tấn công vào Velika Novoskia, quân đội Nga đang tích cực sử dụng nhiều UAV để phá hủy các vị trí phòng thủ của Ukraine. Ở sân phía đông, lực lượng Moscow đã tham gia vào các cuộc chiến ở Radone và cố thủ ở vùng ngoại ô. Đồng thời, một loạt các cuộc tiến công đã được thực hiện ở phía Bắc và phía Nam ngôi làng nhằm tạo ra các điểm áp lực bổ sung dọc theo toàn bộ chiều dài của khu vực. Trong quá trình giao tranh, Ukraine đã bị đẩy ra khỏi những vành đai rừng và các túi đã hình thành trước đó cho phép san phẳng tuyến. Vừa qua, lực lượng Moscow đã kiểm soát toàn bộ Radone, lính thủy đánh bộ của lữ đoàn cận vệ số 40 đã dương cao lá cờ Thánh Andrew ở trung tâm khu định cư, trong khi Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận thắng lợi này. Hiện tại, vẫn chưa thể xác nhận được việc các đơn vị Nga tiến vào vùng ngoại ô phía đông Velika Novoskia. Có lẽ mục tiêu của Bộ Chỉ huy Nga là đánh vào sườn ngôi làng và sau đó phá vỡ các tuyến tiếp tế rồi cô lập quân đồn trú của Ukraine. Như vậy, sau thời gian dài tạm lắng, cuộc tấn công của lực lượng Moscow theo hướng Vremivka đang đột ngột nóng lên. Chiến thuật này không phải là nhanh nhất, nhưng nó cho phép hành động hiệu quả nhất trong khi tránh được tổn thất nhân sự không cần thiết. Mới đây, Thủ tướng Ukraine Denis Mahon cho biết 15 sân bay dân sự của Ukraine đã bị hư hại kể từ khi bùng nổ cuộc xung đột giữa Nga và quốc gia Đông Âu này hồi tháng 2 năm 2022. Theo hãng tin Reuters cho biết, trong hai năm qua, Ukraine đã đóng cửa không phận hoàn toàn, đồng nghĩa 20 sân bay dân sự không thể hoạt động. Người dân Ukraine muốn bay ra nước ngoài buộc phải di chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt đến quốc gia láng giềng thì mới lên được máy bay. Đối với những người sống ở miền Đông, hành trình rời khỏi Ukraine có thể mất một ngày. Hãng thông tấn địa phương Ukraine dẫn lời ông Smyhorn phát biểu tại một hội nghị giao thông ngày 30 tháng 11 cho hay Chúng tôi đã tiến hành đánh giá rủi ro và xác định nhu cầu của lực lượng phòng không trong việc mở một phần không phận Vấn đề then chốt cho quyết định này vẫn là yếu tố an ninh và tình hình quân sự. Thủ tướng Smyhorn nói thêm, Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine gần 60 lần trong 3 tháng qua, làm hư hại hoặc phá hủy gần 300 cơ sở và 22 tàu dân sự. Về giải pháp của chính quyền Ukraine nhằm hỗ trợ ngành hàng không nước nhà, một số quan chức Ukraine hé lộ Kiev đang có kế hoạch mở lại một phần không phận. Vào tháng 3 năm nay, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết, Chính phủ nước này đang tham vấn với các nhà quản lý hàng không của Mỹ và châu Âu, nhưng cũng nhận định đây là quá trình hết sức phức tạp. Ông Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định, giới chức Ukraine đang nỗ lực mở cửa trở lại một sân bay, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể. Ông Serukov thuộc hãng bay Skyup lo ngại khi không phận Ukraine được mở lại, ngành hàng không nước này sẽ đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Ông Serukov nói, khi không phận mở lại, chúng tôi chắc chắn sẽ thiếu trầm trọng nhân lực, đặc biệt là chuyên gia trong lĩnh vực hàng không. Thông tin từ đối tác cấp cao tại công ty bảo hiểm Marsh McLennan cho biết, khả năng cao Ukraine sẽ mở lại sân bay ở thành phố Lviv, phía tây Ukraine vào năm 2025, nếu cơ quan chức năng đánh giá khu vực này an toàn. Theo tờ Kiev Independent, báo Anh ước tính khoảng 60.000 đến 100.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 400 quân nhân khác bị thương trong cuộc xung đột vẫn chưa có hồi kết. Thương vong lớn là nguyên nhân khiến Ukraine rơi vào tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Ukraine hiện không công bố thương vong của quân đội. Lần duy nhất Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố thương vong là vào tháng 2 năm 2024, khi cho biết Ukraine ghi nhận 31.000 binh sĩ thiệt mạng. Ước tính của báo Anh dựa trên các thông tin tình báo nguồn mở, các dữ liệu bị do dỉ và nhận định từ các quan chức quốc phòng, nhà nghiên cứu. Mức thương vong lên tới 500.000 được coi là rất đáng kể vì Ukraine từng tuyên bố huy động lực lượng khoảng 900.000 binh sĩ giao tranh với Nga trên khắp các mặt trận. Trả lời Sky News, ông Zelensky cho biết những người Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột với Nga đã giành chiến thắng theo ông, sự ra đi của họ đã giúp Ukraine có thể đảm bảo được viện trợ từ phương Tây và ngăn Nga đạt được mục tiêu trong cuộc xung đột. Khi được phóng viên Sky News Stuart Ramsey hỏi liệu ông có tin rằng những người Ukraine thiệt mạng trong suốt cuộc xung đột đã hy sinh mạng sống của họ một cách vô ích hay không, ông Zelensky nói rằng ý nghĩ đó thật sai lầm. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết họ đã là người chiến thắng rồi, người dân nước chúng tôi đã không hy sinh mạng sống của mình một cách vô ích. Đồng thời nói thêm rằng họ không chỉ thực hiện nghĩa vụ cá nhân mà còn thực hiện nghĩa vụ theo hiến pháp để bảo vệ đất nước. Sau đó, ông tiếp tục tuyên bố rằng nếu người dân Ukraine không hy sinh mạng sống và sự thoải mái của họ vào tháng 2 năm 2022 khi Nga phát động kế hoạch quân sự chống lại Ukraine, thì Kiev đã nhanh chóng đầu hàng Moscow. Ông nói, không ai giúp chúng tôi vào thời điểm đó, vũ khí quan trọng nhất của chúng tôi là người dân của chúng tôi. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thừa nhận rằng nếu Kiev mất đi sự ủng hộ của Mỹ và các đồng minh họ sẽ mất tất cả. Ông cũng chỉ trích những nhà lãnh đạo thế giới sẵn sàng đàm phán với Moscow. Ông tuyên bố họ chỉ làm vậy để nổi tiếng quốc tế vì họ muốn lên trang nhất của các phương tiện truyền thông. Ông Zelensky so sánh việc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin với việc mở hộp Pandora. Điều này có thể làm suy yếu sự thống nhất của phương Tây đằng sau mục tiêu của Kiev. Ông cũng kêu gọi Ukraine nên ngang hàng với Nga về mặt sức mạnh hoặc thậm chí mạnh hơn để các cuộc đàm phán hòa bình có thể bắt đầu một cách nghiêm túc. Tổng thống Zelensky mới đây đã tuyên bố việc trao cho Kiev tư cách thành viên NATO, trong khi vẫn tạm thời chấp nhận Nga kiểm soát một số vùng lãnh thổ nước này có thể là giải pháp chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm. Tuy nhiên, tuyên bố của nhà lãnh đạo Kiev có thể mang tác dụng ngược. Tuyên bố của Tổng thống Ukraine được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sibiha cũng gửi một bức thư có nội dung tương tự tới người đứng đầu cơ quan ngoại giao của NATO. Trong thư, Ukraine thúc giục các đối tác NATO gửi lời mời Kiev tham dự một cuộc họp ở Brussels vào tuần tới để sớm gia nhập liên minh quân sự này. Đây được xem là nỗ lực mới của Ukraine nhằm đảm bảo lời mời gia nhập NATO sớm nhất có thể và là một phần trong kế hoạch chiến thắng được Tổng thống Zelensky vạch ra vào tháng trước nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Điều này cũng cho thấy dấu hiệu xuống thang rõ ràng của nhà lãnh đạo Kiev, trái ngược với lời từ chối thẳng thừng khi ông Trump đưa ra đề xuất này trong một cuộc phỏng vấn trước đó. Cựu chuyên gia phân tích của CIA Ray McGovern nhận định có nhiều khả năng chính quyền mới của ông Trump sẽ buộc Ukraine phải nhượng bộ bốn vùng lãnh thổ Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia mà Nga đã sáp nhập vào tháng 9 năm 2022. Tổng thống Putin đã nhấn mạnh việc Ukraine rút lui khỏi các khu vực này và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO là những điều kiện tiên quyết để tiến tới một lệnh ngừng bắn. Theo ông McGovern, các biện pháp trừng phạt Nga của Mỹ và NATO trong những năm qua không cho thấy hiệu quả. Bất chấp việc bị phong tỏa trên mặt trận kinh tế, Nga vẫn đang trụ vững và đạt được những đà tiến mới trên chiến trường. Theo thống kê của hãng thông tấn TASS dựa trên báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, trong mùa thu năm 2024, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 88 khu định cư tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk, các tỉnh Zaporizhia, Kursk và Kharkov. Nga cũng đang tiến quân ở Donbass với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xung đột nổ ra và hiện nắm quyền kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, tại Quốc, Ukraine cũng đang bị đẩy lùi về bên kia biên giới sau khi Moscow mở đợt phản công lớn trong thời gian gần đây. Cùng với sự hỗ trợ của binh lính Triều Tiên, Reuters dẫn lời một nguồn tin quân sự cấp cao cho biết Kiev đã mất hơn 40% thành quả nhận quân sự ở khu vực Quốc mà quân đội nước này nhanh chóng kiểm soát được trong cuộc tấn công bất ngờ vào đầu tháng 8. Áp lực quân sự từ phía Nga, cộng thêm khả năng dòng chảy viện trợ từ Mỹ bị cắt đứt sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, đã buộc Ukraine phải đảo ngược các quyết định trước đó nhằm tháo gỡ nút thắt hiện tại. Theo ông Tony Blanton, cựu đại sứ Anh tại Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang đi nước đi hết sức tinh vi khi kêu gọi đặt các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, nằm dưới sự bảo trợ của NATO nhưng không có gì đảm bảo Ukraine sẽ là bên thắng cuộc. Cựu đại sứ Blanton phân tích, ông ấy biết rằng tổng thống đắc cử donald trump sắp gây sức ép lên cả ukraine và nga ông ấy đã sắp xếp để có thứ gì đó đề nghị với ông trump về kế hoạch chấm dứt xung đột ông nói thêm điều mà ông ấy đề xuất theo nhiều cách là đưa chúng ta đến gần hơn với mục tiêu rõ ràng đó là kịch bản đóng băng xung đột theo chiến tuyến hiện tại và sau đó là một cuộc đàm phán về việc ai sẽ giữ phần lãnh thổ nào tiếp đến là các đảm bảo an ninh cho ukraine khi chấp thuận ngừng bắn Cựu đại sứ Anh chia sẻ với Sky News rằng ông Zelensky đã có một sự một nhượng bộ khá lớn khi tuyên bố ông sẵn sàng ngừng bắn và sau đó đàm phán về việc trả lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở Ukraine trong dài hạn. Tuy nhiên, ông cho biết Moscow có thể xem xét lời đề nghị của Tổng thống Ukraine theo một góc nhìn khác so với vị Tổng thống Mỹ sắp nhậm chức Donald Trump. Ông Tony nói, Nga sẽ coi đây là một sự nhượng bộ của Ukraine. Điện Kremlin có thể coi đây là biểu hiện của sự yếu đuối và cho phép họ gây sức ép nhiều hơn. Đó là một mối nguy hiểm khi chúng ta đi sâu vào vấn đề này. Hiện nay, trước thời điểm cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev đang bước vào giai đoạn nguy hiểm, Mỹ và các đồng minh đang theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới, đồng thời cảnh báo phương Tây chớ vượt quá ranh giới để dẫn đến thảm họa. Mới đây, hãng tin TASS cho biết Nga đang đặt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Samat, một phần của kho vũ khí hạt nhân chiến lược, trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng làm nhiệm vụ chiến đấu. Lần đầu tiên trong lịch sử, loại vũ khí này đã sẵn sàng để sử dụng. Bước đi đó cho thấy Moscow sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình trong điều kiện căng thẳng gia tăng. Động thái này gửi tín hiệu tới NATO và phương Tây trong bối cảnh các nước này tăng cường tập trận sát biên giới Nga. Một số nước thành viên NATO, trong đó có Mỹ, tháng trước đã dỡ bỏ hạn chế, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do các nước này viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. SAMAT là hệ thống tên lửa chiến lược với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, sử dụng nhiên liệu lỏng hạng nặng, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Là tên lửa tối tân của Nga, tên lửa SAMAT được cho là có thể vượt qua được các hệ thống phòng không hiện đại nhất hiện nay. Tên lửa này có thể mang theo 10 đầu đạn lớn, 16 đầu đạn nhỏ. Một số nguồn tin cho rằng Nga cũng trang bị cho tên lửa Samat 24 đầu đạn siêu thanh IU-74. Giới chức Nga khẳng định tên lửa có độ chính xác gần như tuyệt đối nhờ sự hỗ trợ dẫn đường từ hệ thống vệ tinh toàn cầu GLONASS với độ sai lệch tối đa chỉ khoảng 10 mét. Một số nguồn tin khẳng định tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Samat của nước này có thể xé nát bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Cuối năm ngoái, Tổng thống Putin tiết lộ Nga đang sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo chiến lược RS-28 Samat Ông nhấn mạnh tên lửa đã vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và sẵn sàng đưa vào thực chiến. Samat là vũ khí được Nga ca ngợi là tên lửa uy lực nhất thế giới. Trong khi đó, trên tiền tuyến, điều phối viên của lực lượng kháng chiến thân Nga, ông Sergei Lebedev, nói với Ryan Novosti rằng một xưởng lắp ráp máy bay không người lái của Ukraine và một trung tâm đào tạo người điều khiển máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tấn công ở vùng Donetsk gần làng Tesarychanka. Ông Lebedev cho biết, chúng tôi đã bắn trúng mục tiêu một trường dạy lái máy bay không người lái và một xưởng lắp ráp máy bay không người lái gắn liền với nó. ngoài ra lực lượng vũ trang nga cũng đã tấn công nhằm vào một chuyến tàu vận chuyển tên lửa Atacms và Storm Shadow từ Rumani đến Ukraine. cuộc tấn công diễn ra ở gần cảng Chernomok ở vùng Odessa. Hải quân Ukraine đã giới thiệu hình ảnh mới nhất về các tàu chiến của mình được phủ lớp sơn loá mắt. Đây là chiến thuật ngụy trang từng được áp dụng trong Thế chiến thứ nhất, nay được tái sinh cho bối cảnh chiến tranh hiện đại nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Nga. Thứ nhất là ngụy trang loa mắt, cổ điển nhưng hiệu quả. Trong những bức ảnh được Hải quân Ukraine công bố, các tàu cỡ nhỏ như tàu pháo bọc thép và tàu tuần tra xuất hiện với họa tiết răng cưa sắc nét, sử dụng nhiều tông màu xám khác nhau. Kiểu sơn này được thiết kế để đánh lừa thị giác đối phương, khiến việc xác định tốc độ và hướng đi của tàu trở nên khó khăn. Đây không phải lần đầu tiên ngụy trang lóa mắt được sử dụng trong lịch sử hải quân. Trong Thế chiến thứ nhất, chiến thuật này được phát triển nhằm làm giảm hiệu quả ngắm bắn của tàu ngầm địch, đặc biệt là khi sử dụng ngư lôi. Tuy nhiên, trong thời hiện đại, tác dụng của ngụy trang này được đánh giá khác nhau. Chuyên gia Shithard Koshan từ Viện Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh nhận định rằng lớp sơn này có thể gây khó khăn cho cảm biến quang học, chẳng hạn như các cảm biến trên thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng hiệu quả của nó với các hệ thống dẫn đường bằng radar hiện đại có thể sẽ bị hạn chế. Thứ hai là những ảnh hưởng hiện đại và tương tự từ Nga. Không chỉ Ukraine, Nga cũng đã triển khai các chiến thuật ngụy trang tương tự. Tháng 7 năm 2023, Nga đã sơn các khối màu đen ở hai đầu tàu chiến của mình nhằm làm chúng trông nhỏ hơn, từ đó giảm khả năng bị tấn công chính xác. Chiến thuật này được áp dụng khi hạm đội biển đen của Nga phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và thiết bị bay không người lái của Ukraine. Những áp lực liên tiếp đã buộc Nga phải di chuyển phần lớn hạm đội Biển Đen từ cảng chiến lược Sevastopol tại Crimea đến cảng Novorossiysk xa hơn về phía đông để giảm thiểu rủi ro. Không chỉ phụ thuộc vào sáng kiến chiến thuật, Ukraine còn được các đồng minh phương Tây hỗ trợ hiện đại hóa hạm đội hải quân. Gần đây, Đan Mạch đã công bố một chương trình hợp tác với Ukraine nhằm bảo vệ các cảng biển chiến lược, đảm bảo hành lang xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, gỡ bỏ thủy lôi trên biển, phát triển một lực lượng hải quân hiện đại hơn cho Ukraine. Thứ ba là kế thừa quá khứ, đối mặt hiện tại. Việc áp dụng nghị trang lóa mắt của Hải quân Ukraine không chỉ là sự kế thừa từ lịch sử, mà còn phản ánh sự sáng tạo trong cách tiếp cận các chiến thuật chiến tranh hiện đại. Trong khi hiệu quả thực tế của nó với các mối đe dọa công nghệ cao vẫn còn là câu hỏi mở, đây rõ ràng là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Ukraine nhằm thích nghi và tồn tại trong một cuộc xung đột đầy thách thức. Các quốc gia thuộc Liên minh máy bay không người lái UAV quốc tế sẽ phân bổ 1,8 tỷ euro để tăng cường quốc phòng cho Ukraine. Thông tin trên mới đây được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Omerov xác nhận với hãng RBC Ukraine. Bộ trưởng Omerov tuyên bố quyết định này sẽ cho phép Ukraine tăng cường lợi thế công nghệ trên chiến trường. Liên minh UAV quốc tế quy tụ 17 quốc gia, gồm Úc, Anh, Đan Mạch, Estonia, Ý, Canada, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hà Lan, Đức, New Zealand, Ba Lan, Pháp, Cộng hòa Séc, Thụy Điển và Ukraine. Liên minh được thành lập đầu năm 2024 nhằm cung cấp UAV cho quân đội Ukraine trong xung đột với Nga và có cuộc họp đầu tiên tại thủ đô Riga của Latvia ngày 31 tháng 10. Liên minh UAV quốc tế do Latvia và Anh đồng lãnh đạo. Latvia cung cấp các cơ sở thử nghiệm và công nghiệp để liên tục phát triển và cải tiến công nghệ máy bay không người lái các quốc gia trong liên minh đã thành lập một quỹ chung để tài trợ cho việc mua máy bay không người lái cung cấp cho lực lượng bảo vệ Ukraine. Trước đó, các nhà lãnh đạo của Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Latvia, Na Uy, Ba Lan và Thụy Điển cũng ra tuyên bố chung, trong đó họ đảm bảo sẽ tăng viện trợ quân sự cho Ukraine trong những tháng tới. Điều này đã được các nhà lãnh đạo nhất trí sau cuộc họp tại dinh thự của Thủ tướng Thụy Điển, Ulf Kristersson. Chính phủ Thụy Điển đã công bố tuyên bố chung của cuộc họp. Tuyên bố chung cho biết Chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ, bao gồm cả hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và đầu tư thêm đạn dược cho Ukraine. Trong khi đó, trên tiền tuyến, các binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới số 41 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã ngăn chặn đà tấn công của Thủy quân lục chiến Nga ở Kursk. Hình ảnh được công bố sau trận đánh cho thấy thiệt hại của Thủy quân lục chiến Nga khi cố gắng xông vào các vị trí mà Lữ đoàn 41 nhận nhiệm vụ bảo vệ. Bất chấp có sự tham gia của một lượng phương tiện cơ giới đáng kể, binh sĩ Nga đã không thể đột phá được vị trí của quân phòng thủ Ukraine. Khi tiếp cận, lính thủy đánh bộ Nga thuộc lữ đoàn 810 Sevastopol đã bị máy bay không người lái FPV tấn công, khiến nhiều thiết bị chiến đấu bị hư hỏng và các binh sĩ bắt đầu cố gắng rút lui. Để truy kích, máy bay không người lái mang theo đạn cối đã tấn công những phương tiện cơ giới và nhân sự của Nga tham gia cuộc tấn công trước đó. Việc này được thực hiện với sự trợ giúp của máy bay không người lái trang bị khí tài chụp ảnh nhiệt, giúp phát hiện hiệu quả sự di chuyển của bộ binh trong vành đai rừng. Theo thông tin từ phía Ukraine, tổng cộng 5 xe bọc thép chở quân BTR-82A bị phá hủy. Những chiếc thiết giáp này đều được trang bị lớp bảo vệ chống máy bay không người lái dưới dạng mái che. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nêu ra điều kiện chấm dứt xung đột với Ukraine giữa lúc lửa chiến giữa hai bên vẫn đang leo cao. Ông Peskov nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS vừa qua, Chúng tôi có các điều kiện hoàn toàn rõ ràng cần thiết cho một giải pháp. Tất nhiên, để đi vào quỹ đạo giải quyết, cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột này. Điều đó quan trọng hơn nhiều so với quyết định cử một phái bộ giữ gìn hòa bình. Trước đó, cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR đã trích dẫn các nguồn tin tình báo cho biết NATO ngày càng ủng hộ việc dừng các hoạt động giao tranh dọc theo tiền tuyến hiện tại ở Ukraine vì khối quân sự do Mỹ lãnh đạo và chính Kiev đã nhận ra rằng họ không thể gây ra thất bại chiến lược đối với Nga. Theo SVR, phương Tây đang có kế hoạch đưa binh sĩ đến Ukraine và đóng băng xung đột với Nga bằng cách triển khai 100.000 quân giữ gìn hòa bình tới Kiev. Việc đóng băng xung đột cũng là cơ hội giúp Ukraine khôi phục lại ngành công nghiệp quân sự vốn thường xuyên bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Tuy nhiên, ông Peskov cho biết việc triển khai lực lượng giữ gìn hòa bình chỉ có thể thực hiện được khi có sự đồng ý của các bên trong cuộc xung đột. Hồi tháng 9, khi chỉ ra những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột ở Ukraine, ngoại trưởng nga sergei lavrov đã đề cập đến mối đe dọa đối với an ninh của nga từ phương tây vốn tìm cách kéo ukraine vào khối quân sự của mình theo ông lavrov một nguyên nhân khác của cuộc xung đột là sự phân biệt đối xử với cộng đồng nói tiếng nga bao gồm thông qua luật cấm sử dụng tiếng nga moscow đã tuyên bố các mục tiêu chính của nga khi mở kế hoạch quân sự bao gồm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa ukraine cũng như đảm bảo rằng kiev cam kết trung lập về mặt pháp lý và từ bỏ hy vọng gia nhập nato Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Putin cũng đã nhiều lần nêu ra các điều kiện để chấm dứt xung đột và các bước này là những gì cần phải làm để chấm dứt giao tranh. Trong khi đó, tiền tuyến Nga thần tốc cắm cờ thắng khắp nơi. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội nước này đã thành công giành quyền kiểm soát 4 cộng đồng ở vùng Donetsk và vùng Kharkov trong tuần từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 11. Bộ này cho biết trong một tuyên bố, các đơn vị nhóm chiến đấu phía Tây đã kiểm soát khu định cư Kopanki ở vùng Kharkov nhờ các hoạt động tích cực. Các đơn vị nhóm chiến đấu trung tâm đã kiểm soát các khu định cư Novaya Ilinka và Voroskoy ở vùng Donetsk trong các hoạt động quyết định. Bên cạnh đó, lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn và 32 cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác phóng từ trên không, trên biển và trên bộ, đánh vào các sân bay quân sự và cơ sở năng lượng của các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine trong tuần qua các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất các sản phẩm quân sự chiến lược, cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, các địa điểm lắp ráp và lưu trữ máy bay không người lái và xuồng không người lái, kho vũ khí, kho đạn dược, khu vực triển khai của đội hình vũ trang Ukraine, huấn luyện viên nước ngoài, chuyên gia kỹ thuật và lính tư nhân của Ukraine cũng là mục tiêu trong các cuộc tấn công. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vừa lên tiếng cảnh báo về sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine. Ông cho rằng động thái này làm leo thang xung đột hiện tại giữa Moscow và Kiev và có nguy cơ dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới mới. Thủ tướng Hungary cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Âu nên chú ý đến thông điệp từ phía Nga, mặc dù có thể những thông tin này cần được đánh giá phân tích thêm. Đặc biệt, theo một số nguồn tin, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được cho là đã có nhiều cuộc điện đàm nóng với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán về cuộc xung đột Nga-Ukraine sau khi đắc cử. Kiev Independence dẫn nguồn thạo tin chính phủ Hungary cho hay, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tham khảo ý kiến của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán về chiến lược nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thủ tướng Orbán được biết đến với mối quan hệ chặt chẽ với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Trump. Ông nhiều lần công khai chỉ trích viện trợ của EU cho Ukraine và cản trở các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Với việc ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ, nhiều ý kiến cho rằng xung đột Nga-Ukraine sẽ chấm dứt nhanh chóng hơn thông qua con đường ngoại giao đàm phán. Tướng Kate Kellogg, người được ông Trump đề cử làm đặc phái viên phụ trách giải quyết xung đột Ukraine, đã đưa ra một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột này. Đề xuất của ông Kellogg bao gồm việc đóng băng xung đột Nga-Ukraine theo chiến tuyến hiện tại bằng một lệnh ngừng bắn và thiết lập một khu phi quân sự. Nếu chấp nhận điều này, Nga sẽ được giảm nhẹ các lệnh trừng phạt và tiến tới được dỡ bỏ hoàn toàn khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết theo ý muốn của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine sẽ tiếp tục nhận được viện trợ của Mỹ điểm mấu chốt của kế hoạch là đề xuất tạm thời hoãn vấn đề ukraine trở thành thành viên nato đây phải là một phần của thỏa thuận hòa bình toàn diện với sự đảm bảo an ninh cho ukraine ukraine sẽ không bị yêu cầu từ bỏ việc đòi lại lãnh thổ bị nga kiểm soát mà sẽ đồng ý theo đuổi việc này thông qua biện pháp ngoại giao song song với đó new week đưa tin tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đã khai trương trung tâm các hoạt động đổ bộ ở na uy để tăng cường khả năng đối phó với nga ở bắc cực đây là một phần trong chiến lược của NATO nhằm tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Bắc Cực. Trung tâm sẽ đào tạo các đơn vị quân đội của Mỹ, Anh và Hà Lan. Trung tâm mới đặt tại thành phố Sorace và đã đi vào hoạt động. Do không có lực lượng đổ bộ riêng nên Na Uy huy động các đơn vị đặc nhiệm tham gia huấn luyện. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjorn Aris Gram nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tập trận chung. Chúng ta phải cùng nhau huấn luyện để bảo vệ Na Uy, khu vực Bắc Âu và NATO trong trường hợp khủng hoảng và xung đột xảy ra. Trước đó, truyền thông đưa tin một số nước NATO đã đồng ý thành lập mạng lưới vệ tinh Nordlink ở Bắc Cực. Thỏa thuận được ký kết bởi 13 quốc gia, bao gồm Na Uy, Đan Mạch, Canada, Mỹ, Phần Lan và Thụy Điển. Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Trường Đại học Hàng hải Nikolai Pachusev hồi đầu tháng 9 cho biết, Washington và các đồng minh đang leo thang tình hình dọc theo chu vi biên giới của Nga, liên tục kiểm tra khả năng phòng thủ của nước này. Theo ông Patrice Washington đã vạch ra lộ trình quân sự hóa Bắc Cực và cản trở hoạt động kinh tế của Nga ở các vĩ độ phía bắc. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Mới đây, dù cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đã kết thúc, nhưng các email gây quỹ từ chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris vẫn tiếp tục được gửi đi với nội dung khẩn thiết kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ. Tuy nhiên, việc này đang gây lo ngại trong nội bộ Đảng Dân chủ về khả năng ảnh hưởng đến lòng tin của các nhà tài trợ cũng như hình ảnh của đảng. Các thông điệp gây quỹ từ chiến dịch bà Harris được gửi đi với tần suất 2 đến 3 lần mỗi ngày, nhấn mạnh sự cấp bách của việc đạt mục tiêu tài chính. Một email viết: "Ngay cả một khoản quyên góp 50 đô la Mỹ cũng đủ để giúp chúng tôi trong cuộc cạnh tranh này." Tuy nhiên, chiến dịch của bà Harris hiện đang đối mặt với khoản nợ khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Dù vậy, các email không đề cập đến khoản nợ mà tập trung vào việc hỗ trợ kiểm phiếu lại và xử lý các thách thức pháp lý. Người phát ngôn của chiến dịch bà Harris đã bác bỏ thông tin về khoản nợ chưa thanh toán vào ngày bầu cử, đồng thời khẳng định không có kế hoạch đưa khoản nợ này vào báo cáo gửi Ủy ban Bầu cử Liên bang vào tháng 12. Dù vậy, cách thức gây quỹ với giọng điệu khẩn thiết đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi các đảng viên dân chủ bày tỏ lo ngại rằng điều này có thể làm suy yếu mối quan hệ với các nhà tài trợ trực tuyến, vốn được xem là nguồn lực then chốt trong các chiến dịch tranh cử của đảng. Chỉ trong vài tháng, bà Harris đã xây dựng một hệ thống gây quỹ hiệu quả, thu hút hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ từ hàng triệu nhà tài trợ nhỏ lẻ. Tuy nhiên, việc tiếp tục kêu gọi đóng góp từ những người đã hỗ trợ khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính bền vững và hiệu quả của chiến lược này. Để biện minh, một thành viên chiến dịch của bà Harris giải thích rằng, các khoản quyên góp này là cần thiết để chi trả cho các chi phí đóng cửa chiến dịch như lương nhân viên, đóng cửa văn phòng và xử lý các báo cáo tài chính cuối cùng tuy nhiên sự thiếu minh bạch về cách sử dụng nguồn quỹ này đang làm dấy lên những nghi ngại từ các thành viên trong đảng dân chủ ông james jockby thành viên của ủy ban quốc gia dân chủ dnc đã kêu gọi thành lập một ủy ban giám sát tài chính nhằm tăng cường tính minh bạch trong chi tiêu của đảng ông nhấn mạnh rằng sự thiếu rõ ràng về dòng tiền có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của đảng trong dài hạn theo ông đây là thời điểm quan trọng để đảng dân chủ xem xét lại cách gây quỹ và quản lý tài chính trong khi đó, các chiến dịch tranh cử khác như của ông Donald Trump hay ông Robert F. Kennedy Jr. cũng tiếp tục gây quỹ sau bầu cử, nhưng với mục tiêu khác biệt. Ông Trump tập trung vào việc bán hàng hóa và tổ chức sự kiện, trong khi ông Kennedy Jr. thẳng thắn thừa nhận cần sự giúp đỡ từ các nhà tài trợ để xử lý khoản nợ còn lại. Tình trạng nợ sau bầu cử không phải là điều hiếm gặp. Trước đây, bà Hillary Clinton từng mất 5 năm để trả hết khoản nợ 25 triệu đô la Mỹ từ chiến dịch tranh cử năm 2008. Trong khi ông Barack Obama cũng phải mất 6 năm để giải quyết khoản nợ 6,8 triệu đô la Mỹ từ năm 2012. Tuy nhiên, với quy mô và tốc độ gây quỹ của bà Harris, vấn đề này đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Với đảng dân chủ, thách thức không chỉ nằm ở việc giải quyết các khoản nợ của chiến dịch bà Harris mà còn ở việc bảo vệ và củng cố niềm tin từ các nhà tài trợ cũng như đảng viên. Việc liên tục gây quỹ với giọng điệu khẩn cấp có thể đem lại lợi ích trước mắt nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sự ủng hộ lâu dài. Trong bối cảnh đảng dân chủ đang nỗ lực duy trì vị thế và lòng tin của cử tri, cách xử lý vấn đề này sẽ trở thành phép thử quan trọng cho chiến lược và năng lực lãnh đạo của đảng trong giai đoạn tới. Tổng thống đắc cử Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế 100% nếu các nước thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, gọi tắt là BRICS, cản trở đồng đô la Mỹ. Nhóm BRICS đã mở rộng khá nhanh kể từ khi thành lập năm 2009 và hiện bao gồm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran và United Arab Emirates. Tại cuộc họp thượng đỉnh của nhóm ở Nga tháng 10 vừa qua, các nước này đã thảo luận việc thúc đẩy các giao dịch không sử dụng đồng đô la Mỹ, đồng thời củng cố các loại tiền địa phương. Các nước này cũng ra tuyên bố chung khuyến khích tăng cường các hệ thống ngân hàng trong nội bộ nhóm BRICS, cũng như tạo điều kiện cho các giao dịch bằng tiền địa phương theo sáng kiến thanh toán xuyên biên giới BRICS. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã dọa đánh thuế 100% nếu các nước thành viên BRICS cản trở đồng đô la Mỹ. Theo ông Trump, Mỹ cần một cam kết từ các quốc gia này rằng họ sẽ không tạo ra một đồng tiền mới của BRICS hoặc ủng hộ bất kỳ đồng tiền nào nhằm thay thế đồng đô la Mỹ. Nếu các nước BRICS không đưa ra cam kết trên, họ sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu 100% hoặc sẽ không được bán hàng vào Mỹ. Ông Donald Trump cũng khẳng định nhóm BRICS sẽ không có cơ hội thay thế đồng đô la Mỹ trong thương mại quốc tế và bất cứ quốc gia nào nỗ lực thực hiện điều này sẽ phải nói lời chào tạm biệt nước Mỹ. Theo giới quan sát, BRICS đang thúc đẩy một thế giới không chỉ dùng đồng đô la Mỹ vì họ tin rằng một thế giới có nhiều đồng tiền dự trữ sẽ mang lại cho họ nhiều quyền tự chủ hơn về chính sách. Việc giảm phụ thuộc vào đô la Mỹ được xem là những bước đi đầu tiên để BRICS lập ra trật tự thế giới mới, không chỉ do phương Tây định hình mà họ cũng có tiếng nói. Đây không phải lần đầu ông Trump bày tỏ lo ngại với tương lai của đồng đô la Mỹ. Hồi tháng 9, ông Trump từng cảnh báo sẽ áp thuế với các quốc gia dừng sử dụng đồng đô la Mỹ. Ông tuyên bố bạn từ bỏ đồng đô la Mỹ và bạn sẽ dừng giao thương với Mỹ vì chúng tôi sẽ áp thuế 100% lên hàng hóa của các bạn. Ông Trump, người từ lâu đã ủng hộ các chính sách thương mại bảo hộ cho biết, đồng đô la Mỹ đã bị bao vây nghiêm trọng trong 8 năm. Ông tuyên bố rằng vẫn muốn đồng đô la Mỹ vẫn là đồng tiền dự trữ của thế giới. Mặc dù sự thống trị của đồng đô la Mỹ đã giảm bớt trong những thập niên gần đây, đồng tiền của Mỹ vẫn chiếm 59% dự trữ ngoại hối chính thức trong quý đầu tiên của năm 2024 trong khi đồng euro đứng thứ hai với gần 20% theo Quỹ tiền tệ quốc tế. Trong một tuyên bố vừa đưa ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyết định của đảng Giấc mơ Georgia, Georgian Dream, tạm dừng tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu EU của Georgia đã đi ngược lại với cam kết trong hiến pháp của nước này. Mà theo đó, Georgia phải hướng tới việc gia nhập EU và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc tạm dừng tiến trình gia nhập EU của Georgia đồng nghĩa với việc Đảng giấc mơ Georgia từ chối cơ hội thắt chặt quan hệ với châu Âu và khiến Georgia trở nên dễ bị tổn thương trước ảnh hưởng của Liên bang Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, quyết định của Đảng giấc mơ Georgia đã vi phạm những nguyên tắc cốt lõi trong quan hệ đối tác chiến lược Mỹ Georgia, vốn dựa trên các giá trị chung và cam kết đối với dân chủ, pháp quyền, xã hội dân sự, tôn trọng nhân quyền và tự do cơ bản, cũng như các nỗ lực chống tham nhũng vì vậy Mỹ đã tạm dừng cơ chế này. Trước đó, thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze tuyên bố nước này không đưa vấn đề mở các cuộc đàm phán với EU vào chương trình nghị sự và từ chối bất kỳ khoản viện trợ ngân sách nào từ EU cho đến cuối năm 2028. Theo ông Kobakhidze, cuối năm 2028 sẽ là thời điểm Georgia được chuẩn bị về mặt kinh tế để bắt đầu đàm phán gia nhập EU vào năm 2030. Sau thông báo của Thủ tướng Georgia, hàng nghìn người ủng hộ EU ở nước này đã tổ chức các cuộc biểu tình kéo dài hai đêm liên tiếp tại thủ đô Tbilisi, dẫn đến xung đột vào ban đêm trên đường phố. Hơn 100 nhà ngoại giao Georgia đương nhiệm đã ký vào một bức thư ngỏ chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Kobachichi quyết định ngừng các cuộc đàm phán gia nhập EU. Các nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng đây là cơ hội lịch sử đối với Georgia và nếu Georgia dừng lại trên con đường này, nước này có nguy cơ phải đối mặt với sự cô lập. Mặc dù Georgia là ứng viên gia nhập EU vào tháng 12 năm 2023, nhưng trong những tháng gần đây, quan hệ giữa nước này và Bruxelles đã xấu đi rõ rệt khi các chính trị gia EU cáo buộc Tbilisi theo đuổi chính sách thân liên bang Nga và có xu hướng độc tài. Trước đó, EU tuyên bố đơn xin gia nhập của Georgia đã bị đóng băng để phản ứng với việc nước này thông qua các luật mới nhằm chống lại đặc vụ nước ngoài và quyền LGBT mà các nhà phê bình cho là khắc nghiệt. Chính phủ Georgia, dù không có quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga, cho biết các luật này là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và các giá trị truyền thống của xã hội. Hãng tin Reuters cho biết đảng giấc mơ Georgia được cho là dưới sự kiểm soát của nhà sáng lập tỷ phú, cựu thủ tướng Bidzina Ivanisvili, người đã tăng cường quan hệ với Liên bang Nga và Trung Quốc trong những năm gần đây. Ngày 28 tháng 11, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu từ chối công nhận cuộc bầu cử tháng 10 ở Croatia với chiến thắng thuộc về đảng Giấc mơ Croatia và kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhân vật quan trọng của đảng Giấc mơ Croatia. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tới biên giới của nước này với vùng Kaliningrad của Nga để kiểm tra tiến độ xây dựng các công sự quân sự dọc biên giới phía đông và gọi đây là một khoản đầu tư cho hòa bình. Chuyến thăm của Thủ tướng Tusk tới khu vực sát với Nga diễn ra một tháng trước khi Ba Lan tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu. Các quan chức Ba Lan cho biết Ưu tiên của nước này là thúc đẩy châu Âu tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn diễn biến căng thẳng cũng như các thay đổi sắp diễn ra ở Mỹ. Một số nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại rằng chính quyền sắp tới của ông Donald Trump có thể giảm thiểu cam kết về quốc phòng với châu Âu. Được biết, Thủ tướng Tusk vừa đề xuất Ba Lan, các nước Bắc Âu và Baltic tiến hành tuần tra chung trên biển Baltic. Chính phủ và quân đội Ba Lan đã bắt đầu xây dựng hệ thống có tên gọi là Israel trong năm nay. Hệ thống này bao gồm khoảng 800 km, tương đương 500 dặm, dọc theo biên giới Ba Lan với Nga và Belarus vào thời điểm các quan chức EU cáo buộc Nga tiến hành các cuộc tấn công hỗn hợp chống lại phương Tây. Thủ tướng Ba Lan cũng chia sẻ, nước này đã trở thành tiếng nói hàng đầu của châu Âu về an ninh vào thời điểm Pháp và Đức đang bị suy yếu do các vấn đề chính trị nội bộ. Ba Lan đã đặt mục tiêu chi 4,7% GDP cho quốc phòng vào năm tới, trở thành một trong những nước dẫn đầu NATO về chi tiêu quốc phòng. Chính phủ của ông Tusk ước tính rằng dự án quân sự chiến lược này sẽ tốn ít nhất 2,5 tỷ đô la Mỹ Đường biên giới của Ba Lan với Nga, Belarus cũng như Ukraine là đường biên giới bên ngoài cực đông của cả Liên minh châu Âu và NATO. Truyền thông Ba Lan cũng đưa tin nước này có kế hoạch cho việc xây dựng các hệ thống trinh sát và phát hiện mối đe dọa, củng cố các căn cứ tiền phương, trung tâm hậu cần, nhà kho và triển khai các hệ thống chống máy bay không người lái. Tờ Gazeta của Nga đưa tin, một vụ nổ súng đã xảy ra gần trụ sở Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Syria tại Damascus, nơi có khoảng hơn 2 triệu người sinh sống, theo số liệu từ năm 2022. Kênh tin tức sót của Nga dẫn nguồn tin từ truyền thông địa phương Syria cho biết, mưu đồ binh biến đã diễn ra. Theo thông tin sơ bộ, một nhóm sĩ quan quân đội Syria đã tiến hành cuộc nổi loạn chống lại Bộ Chỉ huy và tìm cách chiếm giữ một số tòa nhà hành chính. Trang tin avia.pro của Nga cho biết, các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Telegram cho thấy tiếng súng ở khu vực Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria, làm dấy lên một làn sóng thảo luận lớn về tình hình bất ổn ở thủ đô Damascus. Các nhà chức trách Syria hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này. Tuy nhiên, avia.pro lưu ý rằng trong thời gian qua đã có nhiều thông tin về việc tình hình trong nội bộ lực lượng vũ trang Syria có nhiều căng thẳng. Nguyên nhân xuất phát từ sự bất mãn của các đơn vị tinh nhuệ khi họ cáo buộc chính phủ không có biện pháp giải quyết hiệu quả tình trạng tham nhũng và xung đột. Trước các diễn biến căng thẳng, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng đối lập để hỗ trợ quân đội chính phủ Syria ổn định tình hình. Trung tâm hòa giải các bên thù địch của Nga tại Syria cho biết, các cuộc không kích bằng tên lửa và bom đã nhắm vào các khu vực tập trung các tay súng, sở chỉ huy, kho vũ khí và vị trí pháo binh ở các tỉnh Aleppo và Idlib. Trung tâm này cho hay, khoảng 300 tay súng phiến quân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Hai nguồn tin quân sự Syria cho biết, Nga đã cam kết sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Damascus trong 72 giờ tới. Trong khi đó, các quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, Ankara đã ngăn chặn một số hoạt động mà các nhóm đối lập Syria muốn tổ chức, nhằm tránh căng thẳng hơn nữa trong khu vực. Trong những tháng gần đây, Syria đã chứng kiến sự gia tăng căng thẳng của xung đột chính trị nội bộ. Có những báo cáo thường xuyên về sự chia rẽ trong giới tinh hoa cầm quyền cũng như sự bất mãn ngày càng tăng trong quân đội, những người cáo buộc chính phủ tham nhũng và không hiệu quả trong việc giải quyết xung đột đang diễn ra. Những yếu tố này có thể là chất xúc tác cho những sự cố như vậy. Cần lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên Damascus trở thành trung tâm của bất ổn chính trị. Trong những năm trước, đã có một số nỗ lực nhằm làm mất ổn định tình hình trong nước, bao gồm cả trong quân đội. Tuy nhiên, hầu hết các nỗ lực này cuối cùng đều không thành công nội dung vừa rồi, rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại